Nay tối 30 tháng 4 mình đang chạy ở ngoài đường phố Sài Gòn nha. Ngoài Sài Gòn giờ rất là đông đúc, người đang đổ xô ra cái khu vực mà trung tâm Sài Gòn để xem bắn pháo bông. Mình hai chồng mình cũng chạy ra để xem bắn pháo bông với người ta. Mời các bạn cùng chạy ra xem bắn pháo bông với mình nữa mọi người nha. Bắn pháo bông chắc là đẹp lắm đây. Xin mời. Thank you.
Thank you.